Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình nấu cơm chiều với món là cá bạc má kho dưa cải chua. Đây là dưa cải chua của mình. Đây là có 2 ký ớt và 3 miếng hành. Đây là cá bạc má. Cá bạc má thì mình đã chiên sơ. Cá bạc má này ngoài ra kho ra bạn còn có thể chiên, chiên tươi làm nước mắm tỏi ớt ăn cũng rất là ngon á. Hôm nay thì gia đình mình làm cá bạc má kho cải chua. Đây, nguyên liệu của mình đây. Giờ thì trước tiên thì mình làm nước màu nha cả nhà. Đầu bếp hôm nay là bà xã mình sẽ làm món này. Đường để làm gì em? Đường em có nước màu á. Mình bỏ đường vô. Đổ đến cái nào là được. Đổ đi, chỉ màu vàng vàng theo tấm dán xíu mình bỏ vô ăn luôn. Bốc khói. Đây, bỏ vô ăn. Rồi, bây giờ mình bỏ vàng đấy nè. Đó, bỏ tí vô ăn vô. Cái này cái gì vậy? Củ hành hả? Củ hành. Của hành tím với tỏi băm nha các bạn. Đâu không nè. Rồi bây giờ mình tắt bếp luôn. Mình vẫn chiều cho nó vàng, vàng đều á. Đó, bây giờ nó đã vàng đều rồi nè. Màu gì thì rất là đẹp ha các bạn. Rồi cho 1 muỗng nước mắm, 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng nước mắm, 4 muỗng nước mắm. Lúc này là mình đã tắt lửa rồi nha cả nhà. Cái màu ở ngoài nó có đen giống như không? À, màu ngoài thì nó không có đen giống như trong hình ảnh của mình. Sao? Giờ tiếp theo là mình cho đường. Bỏ đường vô. Rồi mình là bỏ bếp lên tiếp. Tiếp tục chiều. Chiều là sao? Chiều là vậy đó. Được chiều nước lọc đó. Rồi mình đổ nước lọc vô. Cái này là mình nấu theo công thức của gia đình mình thôi. Cơm gia đình. Rồi bỏ 2 cái ớt vô luôn. Còn cái mà chiên rồi sao? Nhưng mà mình vẫn vẫn là mình bỏ cái trước, mình bỏ cái sau này có cái gì tăng. Cái này mình có sủi hay là tỏi như này nha, mình bỏ cái vô. Cái này là cá bạc má nha cả nhà. Cái màu ở ngoài nó vàng đẹp lắm mà trong hình nó hơi tươi đậm thôi. Hơi đậm tí. Ôi trời ơi. Bây giờ mình để lửa thì cũng không cần lớn quá ha cả nhà, để review à. Giờ để tới chừng nào mới đổ vô cái chua vô được? Mình coi nó thấm thấm cá khoảng chừng 5-7 phút xong rồi mình bỏ vô cả chua vô. Rồi. Khẩu vị mình hơi người miền Tây mình hơi ăn ngọt ngọt, chua chua, cay cay. À, mình cứ để lửa gì ha. Lúc lúc này thì mình có thể nếm luôn nha các bạn, nếm cho vừa vừa khẩu vị của mình đó, của gia đình mình đó. Nhưng mà cái kho gì đây, tí xíu mình bỏ cà chua xong rồi mình nêm nếm lại. Nếm lại cái hả? Tại vì vô cà chua nó sẽ có độ chua nữa. Ừ. Rồi bây giờ mình để tiếp tục cho nó review vậy đi, thấm cá, đó mình bỏ cà chua vô. Rồi. Mình cho dưa cải vô nha. Rồi, bỏ dưa cải vô.
Rồi. Vậy mình nấu tiếp nữa hả? Mình nấu khoảng chút xíu nữa cho nó thấm thấm cái dưa cải này, cho nó ra cái nước dưa cải nó thấm vô cái là được rồi, cho nó thơm. Mình nếm lên cái nữa vừa ăn là xong. Mình điều chỉnh lại xíu. Cái ớt này mình phải cắt khúc ra, tại nhà mình có bé nên mình phải để ớt cho nó thơm thôi. Cho nên mình cũng cắt khúc được. Thấy dễ không cả nhà? Quá dễ đúng không? Mình coi cá không thì nó ngon ngán, mình bỏ dưa cải thôi ăn nó. Khẩu vị nó là lạ tí ha. Rồi cả nhà mình nếu mà có ai mà ở dưới phần kênh của mình đó, có phần bình luận đó, có ý kiến hay là có một chút ý kiến gì nhất của kênh mình thì bình luận lên đó để mình cùng chia sẻ nha. Bây giờ thì mình để cho nó riu riu một tí nha cả nhà, để cho nó cà chua nó ra nước và thấm vô cá thì lúc đó nó sẽ ngon hơn. Giờ mình để lửa riu riu cho nó thấm. Rồi chúng ta chở chở cá một cái. Cái cá nó thấm nó thấm đều. Cái cá này thì đã chín rồi, mình chở cho nó thấm đều thôi. Để nó một chút xíu nữa là mình có thể ăn được rồi. Giờ mình cho hành lá vô luôn á cả nhà. Giờ mình đã bỏ hành lá, cho hành lá vô luôn. Cho hành lá vô là cuối cùng rồi đó, sau là gần như là chúng ta đã xong rồi ăn được đó. Để cho hành lá nó tính chín chín một tí nữa là được rồi. Rất là thơm ha cả nhà. Bây giờ là phần chiều nay là món cá bạc má kho cà chua là giờ đã xong, mình vừa thay cho cả nhà coi đó, cũng rất là dễ làm cả nhà ha. Giờ cả nhà nếu mà thích đó, thì hãy bấm like cho mình nha. Rồi ở dưới có phần bình luận. Thôi bây giờ mình tắt tiếp rồi. Rồi xong, xong một món cơm chiều rất là dễ làm. Ở bên dưới kênh của mình có phần bình luận, nếu mà cả nhà có bình luận, có ý kiến gì á hay có những góp ý gì cả nhà ghi vào đó để mình cùng chia sẻ. Và nhớ và cả nhà nếu mà thấy kênh mình hay và thích thì hãy đăng ký kênh, bấm vào đăng ký và bấm vào cái chuông để thêm những cái video clip mới nhất của mình. Rồi bây giờ đó mình chuẩn bị xong, bây giờ mình lấy ra dĩa chuẩn bị ăn cơm. Rồi xin chào cả nhà đi. Xin chào cả nhà. Rồi xin chào cả nhà nha. Giờ mình với cái Suka ăn cơm. Bà xã mình thì đã ăn trước rồi do công việc nên không có ăn cơm với hai bà con mình được. Rồi cơm với nè. Giờ nha. Hồi nãy thì mình nấu cá bạc má kho cà chua đó. Bây giờ thì đến giờ mình ăn. Mình để cho bé. Nè cá con nè. Gắp ra kia chứ, gắp ra lại chứ, rồi múc ăn đi. Đây là cá bạc má kho chua. Lâu lâu đợi gì ăn cũng ngon lắm nha các bạn. Cá chua nó giòn, chua chua. Đỏ với ngay ngả. Ngon, ngon ha. Thôi rồi, nó xương nha con. Xương ở đây nè. Cá bạc má kho cà chua thì cũng rất là dễ làm cho bữa cơm chiều. Nếu cả nhà mà được thì cả nhà làm ăn thử, thay đổi khẩu vị, thay vì mình chiên hay mình có tiêu thì hôm nay mình thôi cho cái chua bỏ vô ăn có vị chua chua cũng ngọt ngọt cũng ngon. Bây giờ thôi nha con, chúng ta kia kìa. Cũng cá lại ngon không? Ăn nè. Con dưa cải không? Ăn không? À mày ăn. Ba nhớ mua cho mướp dùng con nha.
Tương ớt ở này đâu ăn tương ớt này, ăn xong này khỏi vừa ăn rồi. Có ăn được không? Không ăn được thì lấy đây nè. Nào có ăn biến nè. Ừ. Cá này không phải ăn cá đó. Hôm nay mình mua cá bằng má bò ăn đó. Ừ, cá này ngon à. Ừ, ngon đi. Ừ, ngon đi. Ngon. Hơi ấm ấm mới ngon. Cá mà để nguội ăn tanh lắm. Ôi, tôi ăn cá này. Cái đó nữa hả? Mà ăn đi, bà còn đi nữa nè, mày dắp cho. Trời. Cái dùng xương nha. Nó ăn miếng canh đi, ăn miếng cơm đi chứ. Ăn cá không vậy? Ăn miếng cơm đi. Miếng này. Ăn cái gì? Đâu em phim cả. Ừ, đâu em phim đó. Quay phim cho ông bà cô chú anh chị coi đó. Bữa ăn uống giỏi hơn nha. Cái gì này nó trò chơi. Ừ, không nhớ đâu không. À, đâu. Ăn cá đi, lát mở lại. Ăn cơm đi, ăn cơm. Giờ làm việc đó, nha. Mở ra. Thôi ăn đi. Cái cá ăn kìa, ăn như cá chua nữa bà lấy chưa? Ăn cá chua nữa bà. Cá chua nữa hả? Ồ, đây. Ừ. Nó ăn đi, làm gì vậy? À không ăn hành nữa, hành chút xíu mà, hành thơm mà. Cá ơi, bà lấy cá thêm cho ăn à. Cái món này cũng nấu lẹ lắm nha cả nhà. Mình mua vô cải á, khi mà mình lựa đừng có chua quá. Nếu chua quá thì nấu nó cũng hơi mất ngon, cái vừa độ à. Cá còn tươi ghê đó kìa. Hay lắm. Ăn cơm vô. Cho miếng canh vô đi. Chứ cơm nó dẻo quá. Cho người dẻo. Nè. Dẻo. Phải cơm cơm. Cơm đánh xếp hàng hết trơn á bà. Ờ giỏi vậy. Xếp hàng lấy cơm đúng không hả? Ăn đông ngày ai hết trơn. À. Ăn hết trời. Đi chơi giờ một mình. À. Ừ. Ừ. Cái nhà. À bữa chiều qua đón. Bữa sáng mày đưa. Ba đứa chuyện với mẹ ấy. Ừ? Ba đứa chuyện với mẹ. À. Ăn nữa con. Chứ ba gì cũng vô. Có làm về dễ mà, có cái làm không về mới vô đi rước con được. Hai trẻ mất sáng chưa? Đó ngon à. Ừ. Ngon. À ha. Cơm chiều thì chỉ có canh. Ba, ăn cái này nha, cái này ngon lắm. Dạ, ngon luôn hả? Ngon ba. À, ngon. Đi. Cái này cũng ngon. Ừ, cái này ngon chưa? Trời, ngon hết sảy luôn. Nếu mà cả nhà coi clip này cảm thấy thích á, thì hãy bấm nút like cho mình ha. Ở phần bên dưới thì có phần bình luận đó. Nà, cả nhà có ý kiến hay là có những góp ý gì đó thì mình để phía bên dưới để mình cùng chia sẻ nhau. Còn nếu mà các bạn hãy bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình và bấm vào cái chuông để xem những clip mới nhất của mình nha. Bây giờ chắc mình xin khép lại clip ở đây. Cảm ơn bạn, cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip của mình.
hẹn các bạn ở clip tiếp theo ha. Bây giờ xin chào, chạy đi con, chạy đi, chào cô chú đi, giơ tay thôi này, giơ tay giống mày nè. Thôi, xin chào cả nhà nha.